Xin chào quý các bạn, trên hình bạn thể thấy đây phần chân sạc của Xiaomi Redmi Note 11 Pro Plus đang chờ thay mới cho khách hàng tại di động cao cấp.vn. Cũng như các cái mẫu điện thoại khác của nhà Xiaomi thì phần chân sạc của Xiaomi Redmi Note 11 Pro Plus được thiết kế rất là đặc biệt, nó nằm tách biệt ra khỏi bảng main. Do đó khi mà quý vị các bạn lỗi hỏng, việc thay thế sửa chữa nó cũng tương đối là dễ so với các cái mẫu điện thoại khác. Đó. Đây phần cụm chân sạc của máy đó, tách biệt với phải bảng main, nối bảng main mà sẽ cáp đi lên nha. Khi bạn gặp lỗi sự cố liên quan đến phần chân sạc của Xiaomi Redmi Note 11 Pro Plus lỗi hỏng, quý vị các bạn chỉ cần cầm máy qua các địa chỉ của di động cao cấp.vn, chúng tôi tiến hành thay mới với các bạn nhanh chóng, an toàn và tiện lợi. Khách hàng ở xa không đến được di động cao cấp.vn, quý vị các bạn đặt hàng chúng tôi ship đến tận địa chỉ vị các bạn yêu cầu, quý vị các bạn nhận được, quý vị các bạn mới phải thanh toán tiền bưu điện nhanh chóng, an toàn và tiện lợi. Xin cảm ơn quý vị bạn đã xem video từ di động cao cấp.vn. Địa chỉ cung cấp link phụ kiện để chỉ nhận thay mới chân sạc, sửa lỗi hỏng chân sạc trên Xiaomi Redmi Note 11 Pro Plus